Bạn tưởng tượng đó, Duy Nguyễn dành ra gần 100 mét đất để Duy Nguyễn làm phòng giám đốc trong cái vlog vừa rồi các bạn đã nghe. Chia sẻ với các bạn á, là cái phòng giám đốc trước là nó không có trong ý tưởng của Duy Nguyễn nha. Duy Nguyễn không có tính làm phòng đâu. Tại vì trong phòng giám đốc có những lúc tế nhị, có những lúc tế nhị không có nói được, đúng không? Phải kéo rèm xuống mới làm được. Làm chuyên nghiệp các bạn tới đo phòng, đồ bắn cạch cạch, đồ như mét, đồ dè 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 đồ lên nha. Xong rồi quăng qua báo giá. Cái này nó mới hài nè. À, chào mừng các bạn đến với một buổi tối đẹp trời của ngày cuối tháng 4 huyền thoại tại Ho Gym quận 9. Mỗi lần nhìn thấy cái tòa nhà này là Duy Nguyễn rất là tự tin và ngạo nghễ các bạn. Đó. Duy Nguyễn rất là ngạo nghễ. Đó là thành quả của Duy Nguyễn khi mà Duy Nguyễn sinh ra ở Việt Nam, lớn lên ở Việt Nam và thành công ở Việt Nam. Đặc biệt nó có ý nghĩa vào những ngày tháng 4. Bởi vậy trong cái phim mà Gym chính là đời đó các bạn, Duy Nguyễn có đàm thằng Minh Lâm một câu: mày vô phòng gym mày tập á, mày chê tùm lum nào là Việt Nam nghèo? Có không? Việt Nam nghèo mà tập gym 40 đô một tháng, mày tập nhiêu? 10 đô hết cỡ gì đúng không? Đó. Thật sự cuộc đời của Duy Nguyễn khổ lắm. Các bạn biết là gì? Sinh ra năm 1985, đất nước bao cấp, sữa chả có uống, uống nước cơm thấy mẹ luôn, đúng không? Rồi xong rồi đi học vào những năm nghèo nữa, những năm 86 mở cửa, xong rồi từ 86 cho tới 2000 là có gì tao bỏ luôn. Mà 2000 tôi lớp 10 rồi đó, đúng không? Xong rồi tới năm 2003 lên Sài Gòn ăn học, những năm đó cũng nghèo chết cha luôn, nó khổ lắm. Bởi vì ngày hôm nay nó có được cái thành tựu này thì cái gọi là cái sự tự hào nó nhân lên gấp bội chứ. Sự tự hào nó nhân gấp bội chứ. Bởi vì khi các bạn nói là Duy Nguyễn nói chuyện đôi khi ngông nghênh, nhưng mà tôi thừa nhận thiệt bạn, cái tánh Duy Nguyễn rất là tự tôn nha. Mà ai thí dụ như đụng chạm tới cái này nọ kia mà hình ảnh của một tập thể đất nước Việt Nam thân yêu, con người miền Tây đáng yêu, là Duy Nguyễn thường có những cái phản ứng rất là mạnh mẽ, thì các bạn nói là mình ngông. Không biết đúng hay sai đó tùy các bạn nhận xét. Còn tất nhiên Duy Nguyễn sống không lỗi với đời. Đó, Duy Nguyễn sống thật, Duy Nguyễn là một doanh nhân. Và Duy Nguyễn tự hào điều đó. À, vậy thì giờ chia sẻ gì ta? À, có cái để chia sẻ. Có cái để chia sẻ với các bạn. Mỗi ngày trên đời thì các bạn trải một niềm vui. Còn mỗi ngày á, của Duy Nguyễn á, nó là một cái bài học. Nó là một cái bài học, nó là một cái kinh nghiệm. Mà lỡ là mình sống trong hoàn cảnh này, mình có được cái điều kiện này, thì mình chia sẻ góc nhìn cái sự việc để cho các bạn trẻ người ta biết. Còn các bạn nghĩ như thế nào, đó là chuyện của các bạn. Nó nhớ video nó là vậy các bạn. Thì cái hoài bão của Duy Nguyễn qua nay các bạn biết á, là Duy Nguyễn có làm một cái phòng giám đốc. Bạn tưởng tượng không? Duy Nguyễn dành ra gần 100 mét đất để Duy Nguyễn làm phòng giám đốc trong cái vlog vừa rồi các bạn đã nghe. 100 mét đất ở Sài Gòn, một cái đô thị đắt đỏ nhất nhì Việt Nam. 100 mét đất ở dưới quê các bạn coi nó là mèo, nhưng mà ở Sài Gòn nha các bạn. 100 mét đất, cái chung cư bạn mua chừng 100 mét thôi, nguyên một cái chung cư luôn á. Cái chung cư 100 mét là mấy phòng trong đó, nguyên gia đình ở trong đó đó bạn, là bao nhiêu tỷ rồi. Còn đằng này Duy Nguyễn chơi luôn, đúng sai không biết, cuộc đời tôi ngông mà, đúng không? Ôi, sống chỉ có một đời để sống thôi các bạn. Không biết kiếp sau đầu thai có luân hồi không, chuyện đó không biết, tại thiên đại thánh nó biết. Nhưng mà sống cuộc đời chỉ có một lần để sống thôi, tại sao không dám sống thẳng với mình? Tại sao không chăm sóc thân chứ mình? Nằm ở trên tầng cao nhất. Không phải này, ví dụ thôi. Đó, tầng cao nhất penthouse đàng hoàng luôn. Rồi xong rồi Duy Nguyễn làm cái phòng đó mà Duy Nguyễn phải tra lại cái Zalo á. Má tra lại cái Zalo mà kéo quẹt cũng kỹ tay luôn kiếm thằng cũ. Xong rồi thằng cũ lại gì cái rèm cửa. Cái rèm cửa đó, xong rồi thấy nó chúc mừng sinh nhật của mình chưa trả lời nữa. Cái nó thôi ok qua đo anh làm cửa luôn. Mới đầu tính kiếm nó hỏi thôi mà thấy nó chúc mừng sinh nhật mình mà mình chưa trả lời nó. Nói thằng này được, thằng này làm rèm cửa bên Bình Tân cho anh đó, phòng giám đốc cũ nó không làm á. Bờ rèm cửa của Hà Lan với Bỉ, hai thằng này hợp tác. Đó. Thì giờ thôi mày qua đo luôn đi. Con rèm nào mắc nhất, xịn nhất, phù hợp nhất đưa cho anh. Tại sao phải làm rèm? Tại vì trong phòng giám đốc có những lúc tế nhị. Có những lúc tế nhị không có nói được, đúng không? Phải kéo rèm xuống mới làm được. Đó, bây giờ rèm tới đâu. Nhưng mà Duy Nguyễn nói đây là gì? Tức là cái cách mà Duy Nguyễn ra ngoài, Duy Nguyễn sử dụng dịch vụ nó dễ ẹt rồi bạn ơi. Tôi nhiều khi tôi không thấy thằng nào mà nó mua đồ dễ với tôi luôn á. Tụ vô shop LV quăng nè, thôi lại tính tiền đi rồi ok thôi. Có ghẹo gái vài câu thì có thôi, không bao giờ lại ra. Tôi mua gì cũng dễ, mua hôm qua là bộ vest cũng dễ, hai bộ luôn. Cũng dễ ẹt. Ông gà hồi chắc mà được 5 bộ tôi luôn á. Nope.
quá dễ cực kỳ. Nhất là dễ nhất là thằng quảng cáo nha. Thằng khứa đó nó làm xe be xe bét, tè le tóc lét, tiền vẫn chuyển. Ủa ai dễ với tôi không? Ủa, nhưng mà cuộc đời nó nói mình nữa, như mình là ác quỷ vậy bạn. Cuộc đời nó là vậy nha. Nên Duy Nguyễn cũng không có gì gọi là buồn hết, mà nổi tiếng mình chịu. Đúng không? Mình là KOL, mình chịu. Giờ mới vô đề nè. Cái nội dung chính này phải là cái rèm cửa, cũng phải là cái phòng giám đốc, là biết rồi. Mà nội dung chính ngày hôm nay là cái gì? Bộ bàn của phòng giám đốc. BBT quận 7 của Duy Nguyễn thiết kế là theo phong cách châu Âu. Duy Nguyễn nói thẳng mà, Duy Nguyễn đi châu Âu, đi Nhật về là Duy Nguyễn chơi y chang châu Âu luôn. Tôi xính ngoại mà ai chửi chịu. Đúng không? Tối ngày cái mấy ông cứ lập luận cái kiểu mà, ủa mày yêu nước sao mà làm đồ giống châu Âu. Ủa lẳng nhắp. Cái đó là cái cực kỳ tầm bậy mà Duy Nguyễn không bao giờ đồng ý, mà không bao giờ phụt hết. Đó. Châu Âu là gì? Hiện đại. Đơn giản. Vậy thôi. Không có cầu kỳ, không có rườm rà, không có màu mè qua lá hẹ. Ủa không có chơi bức tranh sơn tường mã đáo thành công. Ủa trời ơi. Ok. Cũng không có đề hình ảnh con cá chép vượt long môn, mà cũng không có treo hình thờ Quang Vũ. Bởi vậy bạn thấy ở trong tất cả bốn cái building của Duy Nguyễn không bao giờ có để hình ảnh thờ thờ gì đó, nhỏ hết. Không có. Thờ đây nè. Duy Nguyễn có đạo mà. Nhưng mà cái gì đó có đó nha các bạn. Nên Duy Nguyễn quyết định kỳ này là chi đăng Facebook. Các bạn tối đa 100 triệu. Các bạn giám đốc với các bạn họp tối đa 100 triệu đăng trên Facebook. Tự nhiên chiều đó có cái chốt kèo luôn. Nói anh đẳng cấp kiếm em nè, em bên Mai Tre nè, đúng không? Mai Đo, Mai gì không biết nữa, Mai gì quên rồi. Chuyên nhập khẩu đồ xịn nè anh. Đó, giờ bàn hả, rồi xong rồi báo giá này nọ, rồi nhìn cũng đẹp thiệt. Nó làm chuyên nghiệp đó bạn, tới đo phòng, đồ bắn cạch cạch, đồ như mét, đồ về vậy vẽ đồ lên nha. Xong rồi quăng qua báo giá. Giờ muốn biết báo giá không? Muốn không? Lẻ à, lẻ thôi. Nó coi live stream mà, nó biết mình chi ra tối đa thứ 100 triệu nha. Báo bạn giám đốc 82 triệu. Giờ theo các bạn, bạn giám đốc 82 triệu mắc cái này á. Nói thật sự bạn á, các bạn giám đốc 82 triệu tủ tôm so với mấy cái bộ đi băng 5 tỷ. Đúng không? Nhưng mà tôi nói tôi hiện đại mà. Cái bàn nó đẹp, nó sang là được rồi. Rồi mới ngồi lên là thấy giám đốc này tuổi trẻ nè, giám đốc này tụng dạng không phải là cổ lỗ sĩ. Này là biết nó hiện đại nè, được. Đúng không? Đó, mà khi con gái nó biết mình thuộc dạng hiện đại, nó tiếp xúc cũng dễ nữa. Đúng không? Nó thả mồi cũng dễ nữa. Đó. Thôi nó nói quy cách bàn cho đắp 3m6. 3m6 mà tưởng tượng rộng hơn này nha. Ô này hơn này một chút. Ô nè, ô này chừng 3m rồi, 3m6 rộng hơn này chút. Đúng không? Đứng đây, ngồi đây, bàn đắp đứng đây. Má tưởng tượng thôi đã chất. Tưởng tượng đâu thôi đã chất. Rồi cái bộ bàn họp. Bàn họp là ví dụ họp này nọ kia, lôi vô phòng nhỏ họp 100m nhỏ gì. 100m là tính luôn lan can á nha ba. Tính luôn cái đồ đi ở ngoài á, chứ không phải là 100m, 100m phòng, không phải. Phòng có 60 rồi, có sao nó vậy người ơi. Có sao nó vậy người ơi nha. Cái bàn họp á, dài 4m8, rộng mét mấy quên rồi. Ngồi được 12 người. Nhân viên lôi đằng 12 vô họp luôn hết á. Thường thường họp quản lý không bạn ơi. Họp quản lý không mà thường thường lỡ rồi. Cái cũ này hơi bị thốn á. Cú này hơi bị hốn. Ví dụ mua bàn nhỏ thôi, tôi tính chừng 5-6 người thôi à. Mà giờ nó đưa tôi bàn 48, nó nói thôi chơi bộ anh. Chứ anh chơi bàn giám đốc ngậu vậy rồi, bàn họp nhỏ quá nhịn kỳ, nghe cũng có lý. Xong nhìn qua nhiêu? 6-8 triệu. Cái bàn họp nó rẻ hơn bàn giám đốc nha các bạn. Bàn giám đốc nó còn có cái tủ, cái hộp nhỏ nữa hình chữ L á. Còn bàn họp thì bàn dài. Đó. 6-8 triệu. Nhưng mọi chuyện nó cũng bình thường. Cái này nó mới hài nè. Bộ ghế, ghế giám đốc ngồi. Ghế giám đốc ngồi vậy thì nó báo mình 17 triệu. Mình thấy cũng hợp lý. Cái ghế cũ mà tôi ngồi ở livestream đó, ghế đó 8 triệu mấy 9 triệu đó. Ngồi tới giờ chưa hư nữa. Ghế kia nó báo 17 triệu. Thì nó cũng da bò của ý đó, nói vậy thôi biết vậy. Phụ kiện đồ này nọ, di chuyển đồ, hai người nhịp ok. Đó. Thì thôi cái đó cũng phải là câu chuyện để nói. Nhưng mà cái câu chuyện này mới để nói nè. Cái ghế ngồi họp. Cái ghế ngồi họp nó báo mình 9 triệu 6 một cái. Chỗ này mới là vấn đề. Vậy thì theo các bạn mình có chấp nhận cái ghế đó không? Có hai lý do Duy Nguyễn không chấp nhận. Bây giờ Duy Nguyễn sẽ chia sẻ góc nhìn của Duy Nguyễn nè. Thật ra tiền mình không thiếu. Nó thẳng. Tật tôi có một lần để sống mà. Chơi thì chơi, không chơi thì thôi. Không có sồn. Đó, đó là Duy. Đúng rồi anh em ạ. Đúng không? Một khi mà Duy quyết định mà decor cái phòng giám đốc này,
là Duy Nguyễn chơi, còn không thì bỏ. Chia sẻ với các bạn là cái phòng giám đốc trước là nó không có trong ý tưởng của Duy Nguyễn nha. Duy Nguyễn không có tính làm phòng đâu. Cái chỗ đó là thiết kế để tập tạ đó bạn. Bạn nhìn cái dàn trà đèn ở trên mà nó chơi mà sơn tường màu đen mà chơi đèn thả là biết chỗ đó là tập tạ rồi. Nhưng mà bây giờ kế hoạch thay đổi là Duy Nguyễn xây bức tường ngang. Duy Nguyễn làm phòng giám đốc ở trong. Ở bên ngoài là THOL Academy không? Đó. Cái điều đó nó thể hiện là sau này chiến lược của Duy Nguyễn là thiên về hội họp và giảng dạy. Đúng không? Tức là Duy Nguyễn cảm thấy hôm nay mình làm video đầu tư về gym nhiều quá, nó làm mai mọt đi cái tố chất lãnh đạo của mình, cái tố chất thuyết trình hùng biện của mình, nó mất đi cái đó các bạn. Nên bây giờ Duy Nguyễn cảm thấy không, mẹ mình 36 tuổi rồi, sắp xuống lỗ tới nơi rồi, thôi bây giờ phải chơi thôi. Đó là Duy Nguyễn phải chơi cái này. Duy Nguyễn dành cả một cái tầng bên 7 luôn để chuyên để training cho nhân viên, training cho học viên, để hội họp event tất cả thứ. À, nên phải đầu tư cái bộ bàn đó là của hình ảnh, đúng không? Bà thấy không, công ty BBT nó lớn to đùng như vậy á, mà lên truyền thông má anh giám đốc ngồi cái bàn nhìn thấy không biết các bạn sao, chứ tôi thấy cái bàn tôi thấy chán rồi đó. Mà trong khi công ty người ta có khỉ khô đâu, keo đồ dê bắn thịt chó bắt rót thì đúng ghê. Cái đó là cái làm cho dù mình phải ngẫm chứ mà. Ủa sao công ty nó có khỉ khô vậy, cho nó muốn một bạn trong quận một thôi, nó làm bắt rót nhìn kinh vậy. Mà trong khi mình tứ trụ đây, đất nhà mình xây lên từng cục gạch này nó kia mà không chưa có phòng giám đốc ra hồn, mốt mang đối tác mình bị lôi vô dập nó ngán luôn. Đó là cái sự kiêu hùng của người Việt Nam đó. Tức là Duy Nguyễn muốn chứng tỏ rằng thấy ở Việt Nam tôi có những thành thân niên, nó thành công mà nó làm bằng sức lao động của nó bằng làm bằng óc của nó số ấp cho ông Mỹ. Tôi hay quăng bệnh đó, có gì căng quăng khoe nó, mày ghê vậy, nó cũng nịnh thôi chứ khi khô gì chẳng qua để mình quăng nó chê mình. À, nhưng mà mình nói chung là thật sự là Duy Nguyễn đi qua bút máy đối tác của Mỹ à, 6-7 thằng vừa rồi. Wow. Đó, xin lỗi bạn, mình kêu bằng thằng là dân mình miền Nam thôi chứ má mình không tôn trọng đối tác nha mà. Đó, thật sự có những người cũng trẻ hơn Duy mà. Mình giám đốc bằng tuổi Duy cũng có, nhân viên trẻ hơn Duy cả nùi, 20 tuổi cũng có, 3x đời đầu cũng có. Đó, thì mình thấy nó không vậy, thì mình cũng phải ok, tao đối tác mày phải bằng mày hơn mày hay ABC, mình phải có cái ngông của mình. Mình phải có ngạo khí của mình, đức nhất trong làm ăn, trong quan hệ quốc tế nó cần phải có. Bạn hiểu không? Tức là các bạn nói tôi, bạn nhận xét tôi sao cũng được, nhưng mà đó là suy nghĩ của tôi. Rồi, ủa nãy nói lan man gì trời? Vụ ghế đúng không? Ghế ok, ghế 9.6 triệu, tại sao không chọn? Nó có hai lý do không chọn. Bạn coi hình đi, bạn sẽ hiểu tại sao tôi không chọn, tôi sẽ gửi hình cho các bạn. Thứ nhất, nhìn cái kiểu nó sến. Mà tôi hiện đại, tôi không có sến, sến không chơi. Bây giờ nói rồi nè, bây giờ tôi hỏi bạn cái ghế mẹ ngồi như cái ngồi bành ra giống ghế cà phê mà hả, da nó ốp từ đầu tới đít luôn, da nó ốp, ghế nhìn chật chội nực lắm đó, ghế nhìn nực lắm mẹ. Tức là bây giờ cái ghế nó sẽ chỗ gác tay, mấy em hiểu không, chỗ gác tay nè. Thì bây giờ em tưởng tượng cái chỗ gác tay với cái mặt ghế nó dán da bít chật hết trơn à, nóng nực, nhìn nó gọi là nó chúi. Đó là quan điểm suy nghĩ của Duy nha. Duy chỉ nói là cái suy nghĩ của mình thôi về cái bộ ghế đó. Còn các bạn nào đang ngồi bộ ghế đó không phải là Duy nói các bạn sến. Các bạn phải hiểu rõ vấn đề chứ không giờ tự nhiên các bạn cứ gì cũng chụp mũ tôi nói này nó nọ tôi mệt quá. Bạn hiểu không? Đó là lý do tôi không chọn. Đối với Duy á, Duy chỉ chọn những cái ghế mà cái tay đơn giản thôi, cái tay cầm á. Nó chỉ là một lớp inox thôi hoặc là lớp da đắp trên miếng inox đó. Ở giữa nó trống, ở dưới nó trống. Cho nó thoải mái, nhìn cho nó fashion và nó hiện đại. Thế thôi, đó là tiêu chuẩn của Duy. Rồi cái tiêu chuẩn thứ hai, Duy không chọn bộ ghế đó là cái gì? Mà ghế thằng giám đốc ngồi có 17 triệu và ghế thằng nhân viên ngồi 9.6 triệu. Đúng không? Ông hợp lý không? Ảo thật đấy. Các bạn nói tôi có hợp lý, không phải là tôi coi thường nhân viên, không phải. Đúng không? Bạn đừng nói tôi Duy Nguyễn nói vậy coi thường nhân viên hả? Như vậy thì các bạn là giám đốc các bạn có mua hay không? Nope. À, ghế thằng giám đốc ngồi nhìn chà bá luôn, nhìn ngầu luôn, 17 triệu. Ghế ngồi họp nhân viên ngồi, nhiều khi lôi lên đuổi việc nó không chừng nữa. Đúng không? 9.6 triệu. Mấy bạn cho mình lý do để mua đi. Đúng không bạn? Xong rồi mà nó phải, nó bào mình tới 12 ghế lận. Nó bào mình tới 12 ghế. Chứ thêm nhìn cái giá trị hợp đồng, bây giờ quay ra nói lại. Cái bàn giám đốc 82 triệu, cái bàn hợp 68 triệu, ghế giám đốc 17 triệu, cộng lại nhiêu? 160 mấy triệu. 160 mấy triệu, bây giờ cái ghế 9.6 nhân cho 12 cái cũng 100 mấy triệu. Nó gần bằng 1/2 hợp đồng cha rồi. Ủa vậy tôi đang kiếm cái gì? Thì hỏi các bạn là tôi đang kiếm cái bàn hay tôi đang kiếm cái ghế?
Nên thôi vừa thôi cha, từ lý do 1-2 không mua. Bây giờ đi đưa ghế khác mua à. Ghế 2 triệu bèo quá không chơi, ghế 3 triệu bèo không chơi, 4 triệu bèo không chơi. Nhưng mà cho tôi ghế nào mức từ 5 tới 6 triệu hợp lý tôi mua. Hiện đại xịn sò tôi mua. Đúng không? Tại đó phải theo bộ đó các bạn. Không lẽ giờ tự nhiên cái các bạn của Duy Nguyễn bạn hợp 6-8 triệu mua ghế 2 triệu gắn vô giang hồ coi ra cái gì. Đúng không? Cũng không được. Đó. Nên Duy Nguyễn phải tìm ghế từ 5 tới 6 triệu Duy Nguyễn mua. Đó là sự hợp lý. Cuối cùng đã son. Đã son ghế mùi. Vậy thì ghế cũng thốn với bạn đúng không? Bây giờ cứ cho là 6 triệu một cái đi. 12 triệu, 12 ghế 72 triệu. 72 triệu. Không biết có bị hố không mà. Hả? Em làm bằng gì? Thôi đi ba. Ủa người ta mua ghế thương hiệu mà kêu xưởng làm. Ủa giống y như ông nội nào trên livestream hổm á. Anh Duy mà đi mua giày LV. Nói thôi anh em mua LV mắc lắm, em đóng giày giống y chang anh đẹp nữa. Tao lại cụ. Trời ơi. Cái này á là đặt hàng trước xong rồi 45 ngày mới có hàng. Nó đặt cái nhà máy ở bên cái nhà máy ở bên Shanghai á. Ủa lộn. À đúng rồi, bên Shanghai rồi bên Thượng Hải đó. Nó xong rồi nó sản xuất này nọ, rồi xong rồi nó em nó ship về đây. Nó ráp nguyên con. Wow. Ôi mày không hiểu anh. Anh nó thật sự với mày không chơi thì thôi. Mà chơi thì chơi nó không có sồn. Chơi nó sồn mất chất. Nhỏ nó tư vấn anh giải pháp, nhỏ sale quá tư vấn anh giải pháp khác. Thôi anh ơi, anh chơi cái này cũng hơi thốn anh. Bây giờ anh làm giàu cho Trung Quốc hả? Cái đó tao làm giàu cho Trung Quốc, bên Trung Quốc gì thì mày giờ mày bán đồ mày nói nhà máy nằm bên Thượng Hải thì anh mua Thượng Hải. Còn mày nói nhà máy nằm bên Ý thì anh mua bên Ý, áo vest của anh giải toàn Ý không? Không lẽ bây giờ nói anh làm giàu cho Ý? Ông mới vừa thôi ông nội. Hợp lý không? Đồ đó đâu đó sản xuất nguồn gốc xuất xứ. Nó ngon đó thì mình mua thôi. Hợp lý không? Anh chia sẻ cho bạn, áo của anh toàn là giải bên Ý, giải nước khác anh không chơi. Cái đó nó thẳng luôn, áo vest nó muôn giá bạn ơi. 2 triệu bộ cũng có, mẹ 200 triệu bộ cũng có luôn. Nhưng mà anh Duy Nguyễn xài đồ rẻ thôi à. Anh Duy Nguyễn xài vài chục thôi chứ anh Duy Nguyễn không có khùng đâu xài 200. Nó tư vấn vậy nè. Thôi anh ơi bây giờ cái chân á nó khó, anh nhập chân của nó đi. Rồi cái mặt bàn em làm cho. Nice. Nghe cũng được. Nó ok mặt bàn em làm đúng không? Vậy tao nói thiệt em nha. Thứ nhất á, em làm á là cái bộ đồ của nó mất chất rồi. Thì đương nhiên nó phải rẻ đúng không? Vậy thì em làm em có được cái màu giống y nó. Nói chừng 8 với 10 anh. Cái hỏi làm sao vậy? Nó sơn ghê quá em sơn không được. Ôi bạn ơi. Thôi mà nội mẹ. Mày gỗ mày giống gỗ nó không? Không gỗ tương đương à. Ảo thật đấy. Tao ra giang hồ tôi sợ nhất câu tôi gỗ tương đương. Nên thôi bỏ. Nhập nguyên con cho anh. Nhập nguyên con cho anh để anh còn có chất làm livestream anh kiếm tiền lại. Đúng không? Chứ còn em chơi cái kiểu đó là thôi thua luôn. Cái đó là nói về bộ bàn thôi nha. Nên giờ là cái chốt kèo là cái bàn giám đốc 82, bàn hợp 68. Cái ghế á là nó tìm được cái ghế rồi, 5-6 triệu rồi, cũng chắc việc rồi đó. Nên cái vấn đề của Duy xong, bây giờ tới vấn đề các bạn. Các bạn đừng có nói là ok, ông anh Duy ơi chơi gỗ thì không có chất. Anh Duy chơi gỗ công nghiệp không có chất, anh Duy chơi gỗ tự nhiên đi đưa mấy cái bộ bàn gì đó mà triển lãm gì đó, hình rồng hình phượng đủ vậy cui vậy nè thôi nha ông nội. Ở phòng giám đốc tôi phòng giám đốc hiện đại. Chứ không phải là cái bộ bàn mà các bạn thấy trong mấy gia đình người ta thường hay làm bộ bàn tiếp khách đó. Có bình trà đó, trời ơi coi cái ghế nó chà bá luôn, bố thật khiên không nổi mà. Thật sự cái đó không phải là gu của Duy nha, cái đó không phải là gu của Duy à. Tại vì Duy suy nghĩ nó đơn giản vậy. Đồng tiền mình bỏ ra nó phải hợp lý. Đúng không? Mà đồng tiền nó bỏ ra nó phải phù hợp với tính cách của mình. Mà cái đó là nó không phù hợp với tính cách. Mà cái đó là cái thứ không thể định giá nữa các bạn. Giá nó tùm lum hết rồi, mắc rẻ giống như lan đột biến mấy trăm tỷ bà định được không? Ủa đó xin lỗi từ chối hiểu luôn đó. Nhưng mà có một góc độ về thiên nhiên, thật sự Duy Nguyễn phải là thánh, Duy Nguyễn cũng phải là Phật. Đây là cái quan điểm cá nhân của Duy Nguyễn thôi nha. Các bạn đừng chụp mũ Duy Nguyễn ác lắm á, Duy Nguyễn không có dám nói đâu. Tức là đối với Duy Nguyễn á, suy nghĩ rằng nếu mà mình xài đồ gỗ nhiều quá thì cái nạn phá rừng nó sẽ còn rất là nhiều. Đó là Duy Nguyễn suy nghĩ cá nhân thôi. Còn các bạn hãy chọn đồ các bạn thích gì đó bạn chơi vậy. Thì khi mà các bạn chơi cái gì nó phải dựa trên lý lẽ của các bạn. Và Duy Nguyễn chỉ chia sẻ là cái phòng giám đốc của Duy Nguyễn nó sẽ hình thành và Duy Nguyễn đang build phòng giám đốc. Mà trong phòng giám đốc nó có nhiều cái Duy Nguyễn sẽ chia sẻ hết cho các bạn biết tại sao tôi build như vậy. Thật sự mà tôi làm phòng quảng cáo nó chấp phá tôi đuối luôn rồi đó. Nó cũng cực lắm, nói chung là không biết nói làm sao. Nhưng mà tôi nghĩ đó là sự chọn lựa nó nhanh. Thứ nhất, bây giờ thà tốn tiền để cho người ta lo mình tới A Z, mình nhẹ đầu, mình tập trung qua tới phần vách, tới phần backdrop, tới phần trần, tất cả mọi thứ. Nhưng mà thiết kế nó thiết kế không được bạn. Thằng thiết kế nó không thiết kế được cái ý tưởng của tôi.
Nên cái ý tưởng cái phòng giám đốc của tôi là tôi chấp phá từng thứ. Nhưng mà tôi tự tin rằng tôi sẽ chấp phá ra một phòng giám đốc đẳng cấp mang thương hiệu của Duy Nguyễn. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Hay thì mua súp đi ba. Lai xe là đương nhiên rồi. Có chùa hoài.